này thiện hiện vì chân như của địa giới chẳng phải là địa giới, chẳng phải lìa địa giới cho nên sâu xa, vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới, không thức giới cho nên sâu xa, này thiện hiện vì chân như của vô minh chẳng phải là vô minh, chẳng phải lìa vô minh cho nên sâu xa, vì chân như của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của bố thí ba la mật đa chẳng phải là bố thí ba la mật đa chẳng phải lìa bố thí ba la mật đa cho nên sâu xa vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của pháp không nội chẳng phải là pháp không nội chẳng phải lìa pháp không nội cho nên sâu xa vì chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh Chẳng phải lìa Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh, cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của chân như chẳng phải là chân như chẳng phải lìa chân như cho nên sâu xa vì chân như của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của bốn niệm trụ chẳng phải là bốn niệm trụ, chẳng phải lìa bốn niệm trụ cho nên sâu xa, vì chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cho nên sâu xa.